Ba con giáp được hỷ thần đón đường, tinh tiền đỏ thắm, giàu sang phú quý bất ngô tuổi thân. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi thân có bản tính sôi nổi, vui vẻ, thích giao lưu, quản lý tiền bạc giỏi. Con giáp này sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè, được đồng nghiệp yêu quý. Người tuổi thân có khả năng nắm bắt tâm lý người khác nên ứng xử tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi thân có bản tính sôi nổi, vui vẻ, thích giao lưu quản lý tiền bạc giỏi. Từ lúc này con giáp tuổi thân có cơ hội làm giàu nhanh, tài lộc vượng phát. Họ làm công việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ảo ảo chảy vào túi. Người tuổi này hoàn thành tốt công việc, được cả cấp trên và khách hàng đánh giá cao. Vì vậy, cơ hội để họ được nhận thêm một khoản tiền hoa hồng là rất lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ký hợp đồng dài hạn, tăng điều kiện phúc lợi. Con giáp tuổi này có thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh họ cần nghiên cứu kỹ trước khi giải ngân và không nên đầu tư vào lĩnh vực mình không có kinh nghiệm tuổi sửu đây là quãng thời gian đầy rực rỡ với bạn đặc biệt trong phương diện sự nghiệp cho dù bạn vướng vào một số cạnh tranh không đáng có tuy nhiên đừng lo lắng vì bạn sẽ nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình dù vậy không nên quá tự kiêu coi thường người khác bên cạnh việc chăm chỉ làm ăn bạn cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân có ý đồ tiếp cận và tình hình sức khỏe của mình trong tuần này trên phương diện kinh doanh thời cơ làm ăn sẽ đến đặc biệt là vào từ thời điểm này bạn có thể có một khoản lời lãi kha khá về tình duyên bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn người ấy tuổi dần tuổi dần đưa ra được nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc giúp cải thiện đáng kể hiệu suất vốn có đồng nghiệp và cấp trên cũng luôn tạo điều kiện để bản mệnh sáng tạo nhờ vậy con giáp này càng thêm tích cực cũng trong ngày này bản mệnh có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng cách tập lắng nghe nhiều và quan sát nhiều hơn trước khi phát biểu Điều đó sẽ giúp tuổi dần hình thành sự chắc chắn, tránh được rất nhiều rắc rối không đáng. Trên phương diện tình cảm, người đã có đôi sẽ có một ngày ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu. Con giáp này và nửa kia đang trong giai đoạn mặn nồng, lúc nào cũng nghĩ đến nhau, điều này khiến nhiều người phải ghen tị.